Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin ghi nhận từ VN Express, tập đoàn quân sự Wagner trước khi nổi loạn ở Nga vào hôm 24 tháng 6 đã từng làm đội quân giúp Nga đạt được những thành tựu quân sự ở vùng Donbass của Ukraine. Bên cạnh đó, quân lính Wagner cũng trở thành một đơn vị dẫn đầu cuộc tấn công chiếm thành phố chiến lược Bakhmut từ Ukraine. Mặc dù họ đã làm như vậy với cáo buộc thương vong nặng nề, ông trùm đứng đầu Wagner, ông Prigozhin, cũng từng gây chú ý khi tuyên bố rằng ông muốn tranh cử Tổng thống Ukraine vào năm 2024. Tập đoàn Wagner cũng được biết là có liên quan đến các cuộc xung đột trên toàn thế giới, bao gồm cả Libya, Cộng hòa Trung Phi và Mali. Tại Nga, Wagner không phải là một công ty chính thức vì luật pháp nước này không cho phép các công ty quân sự tư nhân tồn tại. Thay vào đó, nó ẩn đằng sau một thực thể phức tạp gồm các công ty vỏ bọc ở nước ngoài có quan hệ chặt chẽ với chính phủ ở Moscow và các nơi khác. Trong khi khối phương Tây đang cố gắng gây khó khăn hơn cho tập đoàn Wagner khi hoạt động trên toàn cầu thông qua các công ty vỏ bọc của mình, họ đã tìm ra nhiều phương pháp khác nhau để kiếm tiền và tiếp tục che giấu tài chính của mình, cho phép tập đoàn cấp vốn cho các hoạt động của mình trên một số mặt trận. Vậy, tập đoàn Wagner của Nga kiếm tiền như thế nào? Có thông tin cho rằng tập đoàn Wagner cũng được trả bằng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt cho công việc đánh thuê của họ ở Syria. Năm 2018, Evroporis do Mỹ trừng phạt, một công ty khác do Prigozhin kiểm soát đã được chế độ Syria trao nhượng quyền năng lượng để đổi lấy việc lính đánh thuê Wagner chiếm giữ các dầu mỏ do nhóm khủng bố Daesh nắm giữ. Hồ sơ kế toán của Evroporis chỉ ra rằng nhà máy khí đốt Oshar và 3 địa điểm sản xuất năng lượng khác ở Homs của Syria đã tạo ra doanh thu khoảng 162 triệu đô la Mỹ cho riêng công ty của Prigozhin trong năm 2017. Bất chấp những mối liên hệ rõ ràng này về các tập đoàn vỏ bọc của Wagner, liệu tập đoàn này có nhận được tiền từ nhà nước Nga hay không vẫn chưa được giải đáp. Hoạt động của tập đoàn Wagner trong những năm gần đây đã mở rộng ở châu Phi, đặc biệt là sang Sudan, Cộng hòa Trung Phi gọi tắt là CAR và Libya, nơi tập đoàn này bảo vệ các khoản đầu tư của Prigozhin. Những nước châu Phi này cũng là một trong những đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ghi nhận của hãng thông tấn TRT của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm ngoái, Mỹ cáo buộc lính đánh thuê Wagner khai thác tài nguyên thiên nhiên ở CAR, Mali, Sudan và những nơi khác ở châu lục này. Trong cuối năm 2022, dù đang tham chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tập đoàn Wagner đã tiếp tục mở rộng mạng lưới của mình tại CAR, nơi mà lợi nhuận khai thác của họ được báo cáo là đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2020, nhóm đã cử binh lính đến CAR để kiểm soát một mỏ vàng thủ công và biến nó thành một khu liên hợp công nghiệp. Cùng năm đó, bộ mỏ của CAR đã hủy giấy phép của một công ty Canada tại Decima theo một báo cáo và nhượng bộ 25 năm cho một công ty đã đăng ký ở Madagascar có tên là Midas Resources, một thực thể của Nga thuộc sở hữu của Prigozhin. Mặt khác, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moro Gold, một công ty khai thác vàng của Sudan, nói rằng công ty này do Prigozhin sở hữu và kiểm soát và phục vụ như một vỏ bọc cho lực lượng Wagner hoạt động ở Sudan. Hàng sách tay và đá quý, chẳng hạn như vàng và kim cương, là những cách thanh toán lý tưởng cho Wagner vì chúng có thể tẩy trắng dễ dàng. Việc giao dịch những viên đá quý này đã được thực hiện bởi một công ty ít người biết đến đã đăng ký tại Saint Petersburg có tên là RN Trading. Công ty này đã cố gắng duy trì hoạt động không bị cấm. Theo các báo cáo, năm ngoái, các quan chức Sudan đã kiểm tra một chiếc máy bay đến Nga ở Khartoum và tìm thấy vàng trong các hộp được dán nhãn là bánh quy. Chương trình All Eyes on Wagner, sáng kiến điều tra nguồn mở về Wagner do tổ chức Open Fetcher ở Pháp khởi xướng và đặt máy chủ tại Mỹ. Năm 2022, phát hiện Wagner được cấp quyền khai thác gỗ 30 năm ở bồn địa Congo, một trong những vùng rừng nhiệt đới hoang sơ lớn nhất thế giới. Thông tin ghi nhận từ VN Express. CAR vào tháng 2 năm 2021 trao quyền chăm sóc rừng ở gần thành phố Boda cho công ty Boyce Rose,
có trụ sở ở Saint Petersburg và có liên hệ gián tiếp đến Prigozhin. Cũng trong thời gian này, quân chính phủ CAR hợp tác với lính đánh thuê Wagner mở chiến dịch dẹp phiến quân ở khu vực. Tổ chức của Prigozhin từ đó âm thầm kiểm soát toàn bộ hoạt động khai thác rừng ở Buda. Báo cáo nói rằng lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát thành phố Buda ở CAR vào thời điểm công ty gỗ Borroch được trao thầu nhượng quyền khai thác lâm nghiệp vào năm 2021. Nằm ở Saint Petersburg, công ty Borroch có liên kết với các cá nhân gần Prigozhin. Báo cáo cho biết, vào khoảng thời gian nhượng quyền được giao cho công ty vào tháng 2 năm 2021, FACA, quân đội của chính phủ Trung Phi, đã tiến hành một chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của lính đánh thuê Wagner nhằm loại bỏ các nhóm phiến quân khỏi khu vực. Khi 30% lưu vực sông Congo được khai thác, doanh thu tiềm năng từ lâm nghiệp có thể tăng vọt lên 890 triệu đô la Mỹ trên thị trường quốc tế. Theo All Eyes on Wagner, báo cáo cho biết thêm, ngay cả khi những con số đó được tinh chỉnh và một số đầu vào bị thiếu, thì xuất khẩu gỗ vẫn có thể là một hoạt động kinh doanh có lãi cho Wagner. CNN hôm 2 tháng 7 dẫn thông báo từ một tài khoản Telegram do các nhân viên Wagner quản lý. Cụ thể, thông báo này nêu rõ, do Wagner đang không tham gia vào chiến sự và cũng đang chuyển tới Belarus, chúng tôi dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân trong một tháng. Thông tin được ghi nhận bởi VN Express. Vài ngày sau khi vụ nổ loạn kết thúc hôm 24 tháng 6, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố vẫn tiếp tục tuyển mộ thành viên trên khắp nước Nga. Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu là những câu lạc bộ võ thuật. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm 2 tháng 7 dẫn lời lãnh đạo tập đoàn truyền thông Rossiya Segonia Dmitry Kiselev cáo buộc trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã hành xử không thể chấp nhận được sau khi nhận hơn 858 tỷ rúp, khoảng 9,7 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết Wagner phụ thuộc 100% ngân sách từ chính quyền, trong đó nhóm này nhận hơn 86 tỷ rúp, khoảng 980 triệu đô la Mỹ, giai đoạn tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Cuộc nổi loạn 24 giờ của Wagner chấm dứt tối 24 tháng 6 sau khi Prigozhin đạt thỏa thuận với Điện Kremlin thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Prigozhin sau đó rời Nga đến Belarus, nơi các tay súng Wagner nhiều khả năng sẽ tập hợp với ông này. Hình ảnh vệ tinh hôm 30 tháng 6 cho thấy dường như Belarus đang xây doanh trại cho Wagner tại một căn cứ quân sự cũ bên ngoài Ostipovichi, thị trấn Belarus, cách biên giới Ukraine 230 km về phía bắc. Lãnh đạo Belarus hôm 27 tháng 6 khẳng định không xây doanh trại cho Wagner nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn và đã đề xuất một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này. Tuy nhiên, ông Lukashenko đánh giá Belarus sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ông Yevgeny Prigozhin đã xây dựng nhóm Wagner thành một lực lượng hùng mạnh qua nhiều năm, can thiệp khắp châu Phi, Trung Đông. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của ông đã bước ra khỏi bóng tối để được sử dụng một cách công khai trong chiến đấu. Vào tháng 8 năm 2022, các áp phích kêu gọi tân binh gia nhập Wagner bắt đầu xuất hiện ở các thành phố của Nga. Một tháng sau, đoạn video xuất hiện cho thấy Prigozhin đang cố gắng tuyển mộ tù nhân. Đến tháng 12, lực lượng của Wagner đã tăng lên 50.000 người. Theo John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông này nói thêm khoảng 40.000 người được cho là tù nhân và những người còn lại là lính hợp đồng. Nhưng Prigozhin cũng ngày càng tỏ ra nhiều mâu thuẫn hơn với các chỉ huy quân sự và Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều vấn đề, từ kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự ở nước ngoài cho đến việc cung cấp khí tài và nguồn lực tài chính. Những cuộc đấu khẩu ồn ào giữa Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga sau vài tháng đã lên đến đỉnh điểm là cuộc nổi loạn kéo dài trong 24 giờ từ ngày 23 tháng 6 sang ngày 24 tháng 6 với việc lực lượng Wagner của Prigozhin chiếm đóng các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov-on-Don thuộc tỉnh Rostov, miền Nam Nga và chuẩn bị tiến quân về Moscow để làm binh biến. Ông Prigozhin bị chính phủ Nga buộc tội kích động nổi loạn có vũ trang, còn Tổng thống Putin thì tức giận gọi hành động nổi loạn của ông là tội phản quốc.
một cuộc tham khảo ý kiến giữa Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus với các bên và cuối cùng đã đi đến thỏa thuận nhằm tránh đổ máu. Prigozhin sẽ rời Nga sang Belarus. Binh sĩ Wagner không bị truy tố và được trở về đơn vị cũ. Ngày 24 tháng 6 năm 2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bóng gió đến việc giải thể Wagner, nói rằng những chiến binh không tham gia cuộc tuần hành sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trước đó, Tổng thống Putin đã nói rằng tất cả các đơn vị tình nguyện nên ký hợp đồng trước ngày 1 tháng 7, đặt họ dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Prigozhin đã rất nổi tiếng trong quân đội Wagner của ông ta và nhiều chiến binh được cho là trung thành với ông ta. Một cựu chỉ huy của Wagner nói với báo chí phương Tây rằng không chắc nhiều binh sĩ Wagner sẽ gia nhập quân đội chính quy của Nga. Tương lai của Prigozhin cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với châu Phi, lục địa mà Wagner đã liên tục mở rộng ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của mình. Wagner có khoảng 5.000 quân đồn trú trên khắp châu Phi và các công ty liên kết với Prigozhin đã ký hợp đồng hỗ trợ quân sự và an ninh với chính phủ Cộng hòa Trung Phi và Mali. Điện Kremlin cũng được cho là đã sử dụng nhóm Wagner ở cả hai quốc gia này để kéo họ vào quỹ đạo của Nga. Giới bình luận cho rằng sự giải thể có thể xảy ra của Wagner có thể tạo ra những bất ổn mới cho các chính phủ ở châu Phi vốn dựa vào nhóm này để đảm bảo an ninh và có thể làm phức tạp thêm ảnh hưởng địa chính trị của Moscow trên lục địa đen. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.